Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội ngày 9 tháng 6 tuyên phạt tỷ phú, cựu phó chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng ACB Nguyễn Đức Kiên 30 năm tù giam và khoản tiền phạt 75 tỷ đồng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, trốn thuế, kinh doanh trái phép. Bị truy tố cùng với ông Kiên có 8 đồng phạm khác, trong đó có ông Trần Xuân Giá, nguyên Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư, từng giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị ACB. Ông Giá là bị cáo duy nhất trong nhóm được tạm đình chỉ vụ án vì lý do sức khỏe. Ngoài Bầu Kiên, các bị cáo còn lại lãnh án từ 2 tới 8 năm tù với các tội danh như vừa kể. Ông Kiên bị cáo buộc thực hiện hàng loạt các hành vi phạm tội, bao gồm kinh doanh vàng, tài chính trái phép, tổng trị giá 1 tỷ đô la và trốn thuế 25 tỷ đồng. Vụ án của Bầu Kiên là một trong những tai tiếng ngân hàng gây chú ý nhất của Việt Nam. Trước khi bị bắt vào tháng 8 năm 2012, ông Kiên từng là người gần gũi với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Ông từng là đề tài gây bàn tán xôn xao trên các trang mạng xã hội liên quan tới các hợp đồng làm ăn với con gái của Thủ tướng Dũng.